Kính chào quý vị quay trở lại với bản tin buổi tối. Tiếp theo là phần tin Việt Nam. Việt Nam và Vatican họp về vấn đề đại diện giáo hoàng thường trú tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng vừa dẫn đầu phái đoàn Việt Nam sang Vatican để tham dự cuộc họp lần thứ 8 với đại diện Tòa Thánh trong 2 ngày 21 và 22 tháng 8, theo văn phòng báo chí của Tòa Thánh. Cuộc họp được thực hiện theo thỏa thuận trước đây và mục đích của cuộc họp là để phát triển và đào sâu quan hệ song phương, đặc biệt là sẽ bàn thảo về một số khía cạnh của đời sống giáo hội tại Việt Nam, cũng như các vấn đề liên quan đến vị trí và nhiệm vụ của đại diện giáo hoàng thường trú tại Việt Nam, thông cáo của văn phòng phụ trách báo chí của Vatican cho biết. Đây là cuộc họp lần thứ 8 của nhóm làm việc chung, lần gần đây nhất trong vòng 7 diễn ra vào tháng 12 năm ngoái và kết thúc bằng thông báo của hai bên rằng sẽ có đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Hà Nội mới chỉ cho phép Vatican có đại diện không thường trú tại Việt Nam kể từ năm 2011. Hiện chức vụ này do Giám mục Marek Zalewski là sứ thần của Tòa Thánh tại Singapore kiêm nhiệm. Tin nổi bản tin cho biết Hoa Kỳ lên án Trung Cộng ép Việt Nam bỏ hợp tác dầu khí với các nước khác ở bãi thứ 9. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm ngày 21 tháng 8 ra thông cáo lên án Trung Quốc đưa tàu khảo sát và tàu hộ tống có vũ trang vào vùng nước của Việt Nam gần bãi thứ 9 vào ngày 13 tháng 8, gọi đây là hành động leo thang của Bắc Kinh trong nỗ lực nhằm đe dọa các nước khác trong việc khai thác nguồn tài nguyên ở Biển Đông. Vì vậy, Hoa Kỳ mạnh mẽ phản đối bất cứ hành động nào của Trung Quốc nhằm đe dọa hoặc bắt ép các nước khác phải bỏ các hợp tác với các công ty ngoài Trung Quốc, hoặc không thì sẽ có các hành động đe dọa. Trong tuyên bố mới nhất của mình, thì Hoa Kỳ khẳng định cam kết bảo đảm an ninh năng lượng cho các quốc gia đồng minh và đối tác của mình ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bảo đảm không có sự gián đoạn trong việc sản xuất dầu khí trên thị trường thế giới. Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu đến bãi thứ 9, máy bay thả bom H-6, chiến đấu cơ và máy bay tiếp liệu trên không nằm trong nhóm hỗ trợ cho tàu khảo sát hải dương địa chất 8 của Trung Quốc trở lại khu vực bãi thứ 9 thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Hai bản báo IB Times và We One News của Ấn Độ đã loan tin vừa nêu vào ngày 22 tháng 8. Đồng thời nói rõ tập đoàn dầu khí ONGC Vedesh của Ấn Độ có quyền lợi thương mại tại khu vực đó. Ngoài ra, số lượng tàu của Trung Quốc trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào ngày 13 tháng 8 được nói tổng cộng là 20 chiếc. Trong số này có 6 tàu hải giám, 10 tàu cá và 2 tàu dịch vụ. Hai tàu hải giám được bố trí gần lô dầu khí mà ONGC đang thăm dò. Bản tin của We One News còn cho biết là phía Trung Quốc cho phát loa kêu gọi các tàu khoan thăm dò của Việt Nam rời khỏi khu vực bãi thứ 9. Và kính thưa quý vị, sang phần tin cộng đồng thì cho biết vụ biểu tình trước Sứ quán Trung Cộng và Sứ quán Việt Cộng tại thủ đô Washington DC. Cơ sở Việt Tân phối hợp với Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức cuộc biểu tình vào ngày thứ Sáu ngày hôm nay 23 tháng 8 năm 2019 trước Sứ quán Tàu Cộng để lên án hành động của Trung Cộng xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam gần bãi thứ 9. Cuộc biểu tình bắt đầu với lễ chào quốc kỳ và phút mặc niệm, kế đó là phát biểu của đại diện cơ sở Việt Tân, Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, Cộng đồng Việt Nam tại New Jersey, Pennsylvania, Central, Virginia và Canada cùng đồng thanh lên án chủ trương bá quyền của Trung Cộng đưa tàu sâu vào lãnh hải Việt Nam. Sau đó, đoàn biểu tình tập trung trước Sứ quán Việt Cộng trong thủ đô Washington để chống đối thái độ khiếp nhược của Cộng sản Hà Nội, không bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ, phản ứng lấy lệ trước hành động thô bạo và ngang ngược của Trung Cộng. Dù trong ngày làm việc và trời mưa liên tục, đoàn biểu tình tuần hành trong vòng trật tự, cùng hô vang dội những khẩu hiệu chống giặc Cộng và đồng ca các nhạc phẩm yêu nước. Cuộc biểu tình trước hai Sứ quán Trung Cộng và Việt Cộng kết thúc lúc 12 giờ trưa. Và cũng trong ngày hôm nay thì tại thành phố Houston, tiểu bang Texas cũng đã diễn ra cuộc biểu tình trước Tòa lãnh sự Trung Cộng tọa lạc ở địa chỉ 3417 Monroe Boulevard, Houston, Texas 77006. Chương trình với sự hiện diện của quý thân hào nhân sĩ yêu nước chống chế độ Cộng sản độc tài và tàn bạo áp bức người dân. Chương trình được bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa và kết thúc vào lúc 2 giờ chiều của ngày hôm nay. Ta cười dưới ánh mặt trời, ta khuyên cho con, ta còn tiếp tục làm người. Điểm mặt mày bỏ dân gian, ơi những ai gục xuống, ngồi dậy lùng cơn đi lên.
chúng ta thành một đoàn người hiên ngang, trên bàn trong hát cười đùa vang vang. Còn Việt Nam chiều con tim lại còn chiều khói kêu. Bước sang phần tin đời sống, thưa quý vị, 200 xe đạp nhiên liệu hydro ra mắt tại hội nghị G7. Các nhà báo đưa tin về hội nghị thượng đỉnh thế giới G7 lần thứ 45 sắp tới sẽ có cơ hội lái những chiếc xe đạp chạy bằng pin nhiên liệu hydro được cung cấp bởi tập đoàn công nghiệp thực dụng trong suốt sự kiện. Hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ diễn ra tại Paris, Pháp và sẽ diễn ra từ ngày 24 cho tới ngày 26 tháng 8. Được biết là xe đạp dùng nhiên liệu hydro đã được phát triển bởi chuyên gia pin nhiên liệu hydro châu Âu, Pragma Industries. Trong khi những chiếc xe đạp chạy bằng hydro đã tồn tại được một thời gian, công ty pin nhiên liệu này đã cố gắng tăng hiệu suất tối đa của những chiếc xe đạp lên 50%. Điều này đã đạt được sự giúp đỡ của công ty Composite Xi Lanh của Anh, nơi cung cấp một xi lanh khí áp suất cao và tiên tiến cho xe đạp. Dự án này sẽ cung cấp 200 chiếc xe đạp Alpha cho các nhà báo trong suốt hội nghị. Chuyển sang phần tin giải trí cho biết Madonna động viên Miley Cyrus sau khi ly hôn Liam Hemsworth. Sáng ngày hôm nay 23 tháng 8 thì Cyrus lần đầu tiên lên tiếng quyết định về vụ ly hôn của cô và Liam Hemsworth. Trên trang cá nhân thì nữ ca sĩ mở lòng về việc chia tay, bày tỏ sự tức giận khi bị nói là kẻ phản bội và khẳng định luôn yêu Liam. Sau khi Miley đăng tải tâm thư của mình trên Instagram, Madonna đã ca ngợi cô vì dám đứng lên bảo vệ bản thân trước những lời cáo buộc và mạnh mẽ bước tiếp sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nữ hoàng nhập pop viết, tạ ơn Chúa, cháu là một người bình thường, một người phụ nữ đã dám sống hết mình, cháu không cần phải xin lỗi. Madonna nổi tiếng là nhà đại diện cho nữ quyền, có tính cách mạnh mẽ và nổi loạn. Bà vốn là bậc tiền bối thân thiết của Miley Cyrus. Trước đó thì Miley cũng đã từng chia sẻ cô là một người hâm mộ của nữ hoàng nhạc pop 61 tuổi. Năm 2014, hai ngôi sao khác thế hệ đã cùng nhau đứng trên sân khấu của MTV để biểu diễn hai ca khúc gắn với danh tiếng của họ là We Can't Stop và Don't Tell Me vào ngày 22 tháng 8. Liam chính thức đệ đơn ly hôn ra tòa vào sau 10 ngày công khai chia tay. Với bản hợp đồng tiền hôn nhân về tài sản và chưa có con cái, cặp đôi sẽ dễ dàng hơn trong việc hoàn tất thủ tục ly hôn. Trải qua 10 năm sóng gió bên nhau, cuối cùng thì Hemsworth và Cyrus vẫn không thể cùng nhau có một cái kết trọn vẹn. Thưa quý vị, tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin buổi tối trong ngày. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.